Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng 2 năm với huấn luyện viên Kim Sang Sik để dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23 Việt Nam. Bản hợp đồng kéo dài từ ngày 1 tháng 5 năm nay cho tới hết tháng 3 năm 2026. Hợp đồng kéo dài 2 năm, tuy nhiên Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đánh giá hiệu quả làm việc của huấn luyện viên Kim Sang Sik qua từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ là hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2026 với đội tuyển Philippines trên sân nhà và sau đó là chuyến làm khách của đội tuyển Iraq. Theo dự kiến huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có 3 trợ lý người Hàn Quốc, bao gồm một trợ lý về chuyên môn, một trợ lý về thể lực và cùng với đó là một chuyên gia phân tích dữ liệu. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng ở khu nhà dành cho các chuyên gia để đón huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng như các trợ lý tới đây vào ngày Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 5 sắp tới. Đây là khu nhà mà huấn luyện viên Philip Troussier và huấn luyện viên Park Hang-seo từng sinh hoạt trong quá thời gian làm việc tại Việt Nam và khi sinh hoạt ở khu nhà này thì huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể quan sát các đội trẻ tập luyện. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tới Việt Nam vào ngày mùng 5 tháng 5 và sau đó một ngày vào chiều ngày mùng 6 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức buổi lễ công bố hợp đồng với huấn luyện viên người Hàn Quốc này.